Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ hai ngày 26 tháng 6 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh họp với các thành viên để xem xét một số nội dung quan trọng. Khánh thành bệnh viện trường đại học y khoa Tokyo Việt Nam. Hưng Yên sẵn sàng chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Giúp người nghiện ma túy hòa nhập cộng đồng. Vấn đề đầu tư hạ tầng, xử lý rác, phân loại. Thưa quý vị và các bạn, điện mặt trời, mái nhà với mục đích tự sản tự tiêu đang được chính phủ quan tâm phát triển rộng rãi. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên như thế nào để phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh là một trong những nội dung được tập trung xem xét cho ý kiến tại phiên họp giữa Ban cán sự Đảng với thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh trong sáng nay. Phiên họp do đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Phiên họp tập trung xem xét cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi một số hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Phê duyệt đề án phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng cuối năm 2023, báo cáo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2023. Kết quả 5 năm thực hiện kế hoạch số 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh tại các huyện, thị xã, thành phố. Đối với đề án phát triển điện mặt trời mái nhà, các đại biểu tham dự phiên họp nhận định năng lượng mặt trời của tỉnh Hưng Yên rất có tiềm năng. Tuy nhiên giải pháp tự sản tự tiêu mà đơn vị tư vấn đưa ra là chưa khả thi vì không có tính ổn định. Tham gia góp ý về vấn đề bảo trì, bảo dưỡng vận hành hệ thống, phương án sử dụng nguồn năng lượng mặt trời đầu tư vào hệ thống chiếu sáng và giao thông thông minh. Giải pháp về bảo vệ môi trường, phương án xử lý chất thải nguy hại từ pin năng lượng mặt trời. Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh vào hai nội dung. Đối với dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi một số hoạt động thuộc lĩnh vực văn hóa, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục lấy ý kiến của hai sở Tư pháp và Tài chính, thực hiện theo đúng trình tự văn bản quy phạm pháp luật trình Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách ký, gửi xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy để kịp thời trình Hội đồng nhân dân tỉnh trước kỳ họp sắp tới. Về đề án phát triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận sự công phu trong khảo sát, lập đề án. Tuy nhiên, đề án còn mới với Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo. Quan trọng nhất là nghị quyết của Trung ương, mục tiêu nghị quyết là như thế nào thì phải cái đề án này bám sát mục tiêu. Và hai là quy định của chính phủ, các quyết định của chính phủ, bao giờ quyết định chính phủ là có giai đoạn từng thời kỳ mục tiêu năm nào, đến năm 2025 thì thế nào, đến 2030 thế nào để đưa đề án vào tỉnh. Đây là lĩnh vực khuyến khích đầu tư mà nên đồng ý ban hành, nhưng trên cơ sở thì phải có mục tiêu rõ ràng, đến năm 2025 thì ta làm, tiếp tục ta sơ kết để xem là cái ta thực hiện đến đâu và hiệu quả đến đâu. Hai, đối với cơ quan nhà nước thì cũng có lộ trình đấy. Chính phủ quyết định thế nào mới làm đúng thế. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Công Thương tiếp thu các ý kiến tham gia tại cuộc họp, bổ sung hoàn thiện đề án, trong đó có kế hoạch thu hồi các sản phẩm hỏng hóc và các biện pháp xử lý để bảo vệ môi trường. Đúng thì ta có lộ trình cũng có nguồn. Sáng nay, Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Tokyo Việt Nam đã tổ chức khánh thành giai đoạn 1 với 80 giường bệnh. Đây là bệnh viện đầu tiên với 100% vốn đầu tư Nhật Bản tại Việt Nam được Bộ Y tế cấp phép hoạt động. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam. Bệnh viện Đại học Y khoa Tokyo có quy mô 150 giường nội trú. Giai đoạn 1 có quy mô 80 giường với tổng vốn đầu tư 20 triệu đô la Mỹ, được xây dựng ngay trong khuôn viên hơn 3 hecta của Trường Đại học Y khoa Tokyo tại khu đô thị Eco Park, huyện Bắc Giang. Là bệnh viện được xây dựng với mục tiêu chuyên khoa, chăm sóc sức khỏe dự phòng cho người dân. Bệnh viện được trang bị đầy đủ hệ thống máy móc, trang thiết bị y tế nhập khẩu 100% từ Nhật Bản với công nghệ hiện đại nhất, giúp tầm soát, phát hiện sớm và chính xác các loại bệnh. Đội ngũ chuyên gia của các bác sĩ làm việc tại bệnh viện đều là những y bác sĩ tận tâm, có chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm đến từ Nhật Bản. Bên cạnh đội ngũ y bác sĩ kinh nghiệm, Bệnh viện Y khoa Tokyo cũng sẽ liên kết với những cơ sở y tế trong nước uy tín và Bệnh viện Kurosawa, Bệnh viện Kobari tại Nhật Bản để có những phác đồ chuẩn đoán, điều trị chuyên sâu với từng bệnh nhân. Đây là bước khởi đầu, là tiền đề cho các hoạt động khám và chữa bệnh của bệnh viện nhằm hướng đến mục tiêu luôn luôn cảm thông, chia sẻ, mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho mọi người, cung cấp dịch vụ y tế tiên tiến và quản lý bền vững.
bệnh viện hướng tới việc cung cấp dịch vụ khám, tầm soát và điều trị toàn diện hướng tới tiêu chuẩn quốc tế với đội ngũ bác sĩ giỏi trong và ngoài nước. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phê về công tác chuẩn bị cho kỳ thi. Cảm ơn ông đã tham gia phỏng vấn của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa ông, đến thời điểm hiện tại thì công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đã được tỉnh Hưng Yên triển khai như thế nào? Qua cái quá trình tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thì các cơ sở giáo dục cũng như là các nhà trường đã chuẩn bị rất là kỹ và tốt cho cái điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Vừa qua thì các đoàn kiểm tra đã tiếp tục rà soát và đến thời điểm này thì tất cả các cái điểm tổ chức thi đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất tốt nhất để cho tiến hành diễn ra kỳ thi trong những ngày tới. Các nhà trường cũng đã chuẩn bị kỹ về mặt kiến thức, thế rồi các cái chuẩn bị về tâm lý cho các em. Các biện pháp phòng chống gian lận, đặc biệt là gian lận bằng công nghệ cao thì đã được triển khai như thế nào? Để đảm bảo cho an toàn và bảo mật của kỳ thi thì từ công tác in sao đề thi thì ngành giáo dục đào tạo đã phối hợp với điện lực, với thông tin truyền thông và đặc biệt là với công an Hưng Yên làm tốt công tác rà soát các trang thiết bị liên quan đến công tác in sao. Đối với các nhà trường qua kiểm tra thì đều đã đảm bảo đúng quy định về cái phòng bảo quản lưu trữ đề thi và bài thi. Sở có chỉ đạo các đơn vị là phải chuẩn bị đầy đủ các cái đồng hồ để phục vụ cho các em làm thi, để thí sinh không phải mang đồng hồ vào phòng thi nữa. Việc mang đồng hồ phòng thi thì đôi khi nó rất là rủi ro cho các em. Ông có những cái lời khuyên như thế nào cho các thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023? Thay mặt các đồng chí lãnh đạo ngành cũng như các thầy cô giáo của ngành giáo dục Hưng Yên cũng mong rằng các em học sinh rất là bình tĩnh, tự tin và mang một cái tâm thế chiến thắng trong cái quá trình làm thi, và đặc biệt là chúc các em có một kỳ thi đạt cái hiệu quả cao nhất. Xin được cảm ơn ông ạ. Ngày 26 tháng 6 hàng năm là ngày Thế giới phòng chống ma túy và cũng là ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nêu cao nhận thức của mọi người trong phòng chống và đấu tranh đẩy lùi tệ nạn ma túy. Em Nguyễn Thị Hương Mờ, năm nay 27 tuổi, là một trong số 170 học viên đang tham gia cai nghiện tự nguyện tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Hưng Yên. Mờ cho biết do bạn bè rủ tê, em đã mắc nghiện ma túy đá từ năm em 14 tuổi. Nay được gia đình và sự động viên của chính quyền địa phương, em đã xin vào đây cai nghiện được 2 năm. Được đội ngũ y bác sĩ quan tâm chăm sóc vật lý trị liệu, hiện tại sức khỏe thể trạng em rất ổn và không còn biểu hiện ngáo thuốc. Ban đầu là mấy chị em chơi với nhau, xong rồi là rủ đi chơi thì bảo vâng em thử chơi thì em cũng chơi. Xong rồi là dần dần thấy mình chơi thấy nó cuốn cuốn, dùng ma túy đá với cả kẹo ke. Lúc ở ngoài thì ngáo quá, xong rồi là mọi người đưa về, xong bố mẹ đưa vào đây. Thấy cô cho ra sinh hoạt, dọn dẹp các thứ thì lại quên hết sạch, lại rất vui vẻ, cảm giác thấy người khỏe mạnh ạ. Để xóa bỏ sự kỳ thị của xã hội đối với người nghiện ma túy không phải nói là làm được, mà là một quá trình từng bước lâu dài. Sự thật đã chỉ ra rằng nếu chúng ta không xóa bỏ được kỳ thị thì sẽ không giúp được người nghiện hồi phục. Do vậy, cần phát huy vai trò của cấp xã phường, mà nòng cốt là lực lượng công an xã trong công tác phòng chống ma túy ngay từ cơ sở, nhất là công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ, áp dụng các biện pháp cai nghiện phù hợp, bao gồm quản lý về cư trú, tư vấn, giúp đỡ tái hòa nhập cộng đồng. Khoảng 5 năm gần đây là không đơn thuần là ma túy nhóm opiát như ngày xưa, mà nó là những cái loại ma túy tổng hợp. Thì khi mà bệnh nhân dùng vào thì có những cái rối loạn về tâm thần rất là khủng khiếp. Khi mà chưa xử lý thuốc gì thì bệnh nhân có những cái rối loạn về cảm xúc, hành vi, hành động mà không kiểm soát được. Những cái lúc bệnh nhân mà hết cái cơn vật rồi, tỉnh táo rồi thì lại gần như những người bình thường. Chúng tôi cũng rất là gần gũi, động viên, chia sẻ, rồi nắm bắt tâm lý, tư vấn cho họ, để những cái lúc như thế thì họ mới nhìn
nhìn nhận được những cái nỗi lầm của mình. Trên địa bàn cũng có một số đối tượng thì là nghiện, thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức kết hợp với các ban ngành đoàn thể của xã. Đấy, thì vận động tuyên truyền cho đối tượng nghiện biết những cái tác hại của ma túy, kết hợp cùng với gia đình. Đấy, và cũng như là kết hợp cùng với ở trung tâm cai nghiện tại cơ sở điều trị nghiện ma túy tại Xuân Trúc. Đấy, để phối hợp với gia đình vận động một số đối tượng đi vào trong đó để cai nghiện tự nguyện. Từ đó thì cũng đảm bảo được cái an ninh trật tự trên địa bàn. Hiện nay cơ sở điều trị nghiện ma túy đang quản lý và điều trị cho trên 170 học viên, trong đó trên 120 học viên điều trị tự nguyện và 50 học viên bắt buộc. Ngoài ra, tại các cơ sở y tế xã đang điều trị bằng thuốc methadone cho gần 1.000 người. Theo báo cáo, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có khoảng trên 1.000 đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý và gần 3.000 đối tượng nghi nghiện. Để cộng đồng không còn kỳ thị với người cai nghiện thì trước hết cần công tác tuyên truyền đi kèm với vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội đối với người nghiện, khẳng định nghiện ma túy hoàn toàn có thể cai được nếu bệnh nhân quyết tâm cai nghiện và với sự trợ giúp của chính quyền địa phương. Cơ sở điều trị nghiện ma túy của gia đình, cộng đồng, sự kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội, và nhất là giáo dục trẻ là nền tảng vững chắc để ngăn chặn ma túy và làm giảm sự kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người nghiện ma túy. Tháng hành động phòng chống ma túy năm nay, mỗi cơ quan, tổ chức, đoàn thể và nhân dân hãy nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn. Sáng nay tại Trung tâm Văn hóa huyện Ân Thi đã diễn ra Ngày hội Gia đình Hạnh phúc năm 2023. Ngày hội do Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ân Thi phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng về vai trò, tầm quan trọng của gia đình trong tình hình mới. Nhiều hoạt động diễn ra trong ngày hội đã truyền cảm hứng cho phụ nữ khởi nghiệp, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đặc biệt còn diễn ra hội thi nấu ăn với chủ đề Bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương, với sự tham gia của 17 gia đình hội viên phụ nữ ở các xã, thị trấn. Nhân dịp này, 21 gia đình hạnh phúc tiêu biểu năm 2023 của huyện Ân Thi đã được biểu dương, khen thưởng. Đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội của tỉnh, những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã trở thành công cụ quan trọng để thực hiện công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,5% vào năm 2025, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Dù mới trồng được hơn một năm, vườn cây ăn quả của gia đình ông Long dự kiến thu hoạch ngay trong năm nay. Có thêm thu nhập việc làm, cuộc sống của gia đình cũng ổn định hơn sau nhiều năm thuộc hộ nghèo. Đây chính là sinh kế được gia đình ông duy trì và phát triển từ nguồn vốn vay ưu đãi từ chương trình của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Quảng Châu với số tiền 50 triệu đồng. Từ khi mà có nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách thì nói chung là gia đình tôi thì nó cũng có cái những cái bước tiến bộ nhiều về phát triển ở cây cối, ra là thu nhập của gia đình nó được nâng cao hơn. Xã Đại Tập có tỷ lệ hộ nghèo trước năm 2020 luôn duy trì ở mức trên 3,3%. Để giúp các hộ nghèo, cận nghèo nâng cao chất lượng cuộc sống, xã đã tăng cường kiểm tra, rà soát và tạo điều kiện thuận lợi để các hộ dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi. Đến nay, tổng dư nợ nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn xã là trên 16,6 tỷ đồng với 9 chương trình tín dụng. Trong đó, chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có tổng dư nợ đạt gần 3,4 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã thực sự trở thành đòn bẩy để người dân vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Dân rất là phấn khởi vì là họ có cái đồng tiền để cho con em ăn học này, rồi là có đồng tiền để trang trải sản xuất rồi kinh doanh, cho nên là an sinh xã hội của thôn, của xóm là thay đổi rõ rệt. Khi có nguồn vốn mới thì Ủy ban xã chúng tôi căn cứ vào cái nhu cầu thực tế phân về cho các thôn. Từ cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách này thì đã tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách cũng như hộ nghèo và hộ cận nghèo chúng tôi là thoát nghèo, mà đến nay thì tạo một phần vào phát triển kinh tế của xã hội xã Đại Tập. Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên đang triển khai 12 chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tổng dư nợ đến hết tháng 5 năm 2023 đạt trên 3.700 tỷ đồng, với hơn 70.000 khách hàng còn dư nợ. Vốn tín dụng chính sách xã hội được đầu tư cho phát triển sản xuất, tạo sinh kế việc làm và nhu cầu thiết yếu trong đời sống người dân. Qua đó, giúp các hộ gia đình có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập và tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản, đảm bảo cuộc sống.
Chúng tôi cũng tiếp tục phối hợp với lại chính quyền địa phương tăng cường cái công tác tuyên truyền để mọi người dân đều được nắm bắt, đều được hiểu và biết được cái chế độ chính sách của nhà nước. Đồng thời là chúng tôi cũng tăng cường đào tạo, tập huấn và cũng hướng dẫn lại cho các tổ hội ở dưới cơ sở là làm tốt hơn nữa cái nhiệm vụ ủy nhiệm ủy thác tại cơ sở. Với các chính sách an sinh xã hội của tỉnh cùng sự đồng hành của nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh Hưng Yên, tin tưởng rằng hành trình thoát nghèo của các hộ nghèo cận nghèo sẽ được tiếp thêm niềm tin, nguồn lực để sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững. Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Văn Lâm vừa làm việc với đại diện một số doanh nghiệp để thống nhất việc xác định diện tích thu hồi, kiểm kê đất đai, tài sản trên đất, phương án bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng đối với diện tích đất trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án đường Vành Đai 4, vùng thủ đô Hà Nội. Theo số liệu kiểm kê giả soát, trên địa bàn huyện Văn Lâm có 13 doanh nghiệp có diện tích gần 10 hectare đất nằm trong dự án đường Vành Đai 4. Tại buổi làm việc, có 5 doanh nghiệp nhất trí đồng thuận với chủ trương dự án đường Vành Đai 4 và ký cam kết bàn giao mặt bằng để triển khai thi công dự án, diện tích là 4,3 hectare. Trong đó, có công ty thương mại dịch vụ vận tải Bảo Hưng ở xã Trương Trắc đồng ý bàn giao diện tích 2,8 hectare. Các doanh nghiệp còn lại cơ bản đều nhất trí với chủ trương của dự án, nhưng do còn một số vướng mắc cần hoàn thiện về hồ sơ thủ tục pháp lý liên quan, Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên để có giải pháp đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động các doanh nghiệp đẩy nhanh các bước theo quy định, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai dự án. Xã Đình Cao là địa phương có diện tích đất thu hồi lớn nhất tại huyện Phù Cử. Để thực hiện dự án đường Tân Phúc Võng Phan, thời gian qua Ủy ban nhân dân xã đã có kế hoạch khu tái định cư và quy hoạch nghĩa trang mới. Tổng diện tích đất bị thu hồi của toàn xã Đình Cao là gần 24 ha, trong đó có trên 17 ha là đất nông nghiệp với khoảng 165 thửa đất, 6 ha là đất thổ cư với khoảng 65 hộ tại ba thôn Tuyên Linh, Hà Linh và An Nhuế và 1 ha phần đất nghĩa trang của thôn An Nhuế, Tuyên Linh. Qua rà soát kiểm đếm, Ủy ban nhân dân xã Đình Cao đã lập kế hoạch xác định khu tái định cư cho nhân dân và quy hoạch nghĩa trang mới phải rộng hơn khu ở trước và nghĩa trang cũ. Hiện toàn bộ phần đất trên đều là diện tích đất nông nghiệp, trong đó xã đã xác định khu tái định cư khoảng 10 ha tại thôn Hà Linh và xây mới nghĩa trang khoảng 1,3 ha tại thôn An Huế. Thưa quý vị và các bạn, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020 quy định chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, cá nhân tổ chức bắt buộc phải phân loại rác thải tại nguồn, nếu không thực hiện sẽ bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng theo Nghị định 45 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong khi các địa phương vẫn đang chờ hướng dẫn từ Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thực hiện quy định này, thì hiện nay việc đầu tư nơi chứa rác cũng như phương tiện để thu gom vận chuyển rác hữu cơ, rác vô cơ, rác tái chế hầu như chưa được tính đến. Xã Cửu Cao là một trong những địa phương được Hạt Giao thông và Môi trường huyện Văn Giang triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn. Theo đó, mỗi gia đình trong xã được cấp 2 thùng nhỏ để phân loại rác hữu cơ và vô cơ riêng biệt trước khi Tổ vệ sinh môi trường thu gom, vận chuyển đi xử lý. Toàn xã Cửu Cao có khoảng 80% số hộ gia đình được cấp thùng và thực hiện phân loại rác. Tuy nhiên, rác sau khi phân loại được vận chuyển đi xử lý như thế nào thì người dân không biết. Họ tập kết vào đâu thì chúng tôi không biết, nhưng mà ý là dân chúng tôi cứ phân loại ra xong người ta chở đi. Theo tìm hiểu thực tế tại xã Cửu Cao, việc thu gom và vận chuyển rác đến nơi xử lý tập trung vẫn lẫn lộn rác hữu cơ và vô cơ, chưa có bãi rác riêng biệt để xử lý hai loại rác. Bởi vậy, việc phân loại rác không phát huy hiệu quả cũng như chưa khuyến khích được người dân tự phân loại rác tại nguồn. Phải triệt để phân loại rác thải hữu cơ thì và vô cơ riêng biệt thì nó mới xử lý được, chứ không thì tình trạng đất nộn này thì sẽ tồn đọng ở bãi rất nhiều. Bây giờ vẫn chưa quy hoạch được hai điểm riêng biệt, cho nên là vẫn để chung rác vào một điểm, cho nên đề nghị các xã sẽ có bố trí quy hoạch riêng biệt tạo điều kiện phân loại rác vô cơ và hữu cơ đạt hiệu quả cao trong cách xử lý.
Không chỉ ở huyện Văn Giang, hiện nay tại hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chưa đầu tư hạ tầng xử lý rác sau khi phân loại, cho nên chưa đáp ứng được yêu cầu khép kín của quá trình phân loại rác từ đầu vào đến đầu ra. Bãi rác thành phố Hưng Yên mỗi ngày chôn lấp khoảng 100 tấn rác sinh hoạt, song hiện nay chỉ có duy nhất một ô xử lý rác chung. Để thực hiện tốt cái phần phân loại rác thì công ty môi trường công trình đô thị Hưng Yên cũng đề xuất lãnh đạo tỉnh, thành phố quan tâm tạo điều kiện để đầu tư thêm trang thiết bị và cơ sở hạ tầng để thực hiện công tác thu gom vận chuyển và xử lý rác. Để nghị định số 45 về phân loại rác tại nguồn đi vào cuộc sống, bên cạnh khuyến khích người dân phân loại rác trước khi thải ra môi trường thì rất cần sự vào cuộc của cơ quan chức năng và các cấp chính quyền xây dựng thí điểm các mô hình phân loại rác, trong đó có cả hạ tầng xử lý rác để rút ra bài học kinh nghiệm, từ đó nhân rộng ra các địa phương.